Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhá. Mình lại tiếp tục review cho anh em về game Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile anh em nhé. Thì ở video lần này thì mình xin phép anh em là mình sẽ review về môn phái Thiên Vương Đao Pháp. Thì cái arc Thiên Vương này là cái arc clone của mình anh em ạ. Cái arc này thì mình để chức năng đó là để cày tiền vạn anh em ơi. Thì đi farm quái sau đó là để nó auto bán đồ ấy, để cho nó kiếm tiền vạn. Ví dụ như là một ngày treo từ sáng đến chiều nó sẽ kiếm khoảng tầm cho mình khoảng 400 vạn một phát anh em ạ. Khá là ngon luôn ở cái arc Thiên Vương này. Thì mình mới lên được cấp 90 thôi. Bình thường người trước là mình toàn treo bằng cái skill 6x anh em ạ. Thì cái arc này của mình sáng nay nó mới lên được 90. Sau đó là mình đi làm nhiệm vụ cấp 90 và kiếm được cái skill phá thiên trảm. Đó là cái skill của cái môn phái Thiên Vương Đao anh em ạ. Thì anh em được biết là cái môn phái Thiên Vương Đao là đang được rất là nhiều anh em ưa chuộng của cái trong game Võ Lâm Thiên Tuyệt này nhá anh em nhé. Về cái cơ động của cái môn phái Thiên Vương Đao và cái tấn công chí mạng của môn phái Thiên Vương Đao nó quá là bá luôn anh em ạ. Nó vừa solo và vừa đi farm quái. Thì trước chúng ta chơi ở trên phiên bản PC thì chúng ta sẽ sử dụng đó là Thiên Nhẫn Vân Long Kích để đi trên quái để kiếm tiền. Nhưng mà phiên bản này chúng ta sẽ sử dụng đó là Thiên Vương Đao để đi cày tiền, rất là hợp lý. Thì ở đây là mình sẽ review qua cây đao. Cây đao ở đây thì mình đang sử dụng đó là cây đao hút sinh lực 5 và độc sát ngoại công 27 điểm. Thì cây đao này vừa đi sân boss và vừa đi farm quái rất là hợp lý luôn anh em ạ. Thiên Vương thì môn phái Thiên Vương thì anh em phải sử dụng đó là vũ khí hút sinh lực anh em nhé, không mất nội lực đâu anh em, nó chỉ mất sinh lực thôi. Nên là nhiều anh em bảo sao anh em ơi, anh em cho em hỏi là Thiên Vương Đao, môn phái Thiên Vương có sử dụng vũ khí hút nội lực không, thì mình đảm bảo anh em là 100% là không nhé anh em, nó sử dụng hoàn toàn là hút sinh lực hết anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ review qua cho anh em về môn phái Thiên Vương Đao của cái phiên bản game Võ Lâm Thiên Tuyệt này. Đây là phiên bản chính thức anh em nhé, phiên bản chính thức rồi. Thì mình mới luyện được có 5 kill thôi mà nó đã chém rất là phê luôn anh em ạ. Bây giờ sẽ nên di chuyển lên cái map nào đó để cho anh em xem là cái nó cực kỳ là bá đạo như thế nào. Ở đây thì mình mới có 5 kill thôi, mình đảm bảo với anh em là mình có thể thả rông được rất là ok luôn. Mà gặp boss xanh hay các thứ là không bị chết nha anh em. Cho anh em xem này. Anh em thấy không? Đấy là mới 5 kill thôi mà nó chém quái rất là kinh. Mà quái ở trên mặt cao quật nó thủ rất là trâu anh em ạ. Nếu mà mình đi farm ở cái map khác thì nó sẽ khác biệt hơn rất là nhiều. Ở đây thì cái auto của game Võ Lâm Thiên Tuyệt anh em được biết là nó sử dụng được cả hai cái kỹ năng. Ở đây mình chưa chém bằng cái skill 6, đây là mình chém bằng skill 6x anh em ơi. Bây giờ mới gọi là chém bằng cái skill 9x này. Bây giờ mới thực sự là nó là bằng cái skill 9x nha anh em. Vừa mình chém bằng skill 6x thả nào đam nó hơi bé. Anh em thấy không? Đã lên được 4k, 6k. Ở đây mình mới được có 5 kill thôi anh em nhé. Mới được có 5 kill thôi đấy. Không biết là nó mắc kill thì nó sẽ chém như thế nào anh em ạ. Anh em xem lại này. Đấy, anh em thấy không? Nó mới có 5 kill thôi mà nó đã đam quái như thế này rồi. Kết hợp với cả sử dụng cây đao độc sát ngoại công vào nữa. Khá là ổn luôn anh em ạ. Nếu mà mình thả rông như này mình gặp boss xanh không thoải mái luôn anh em. Bình thường những phái khác mà chúng ta gặp boss xanh là chúng ta sẽ bị chết. Như ở cái phiên bản này chúng ta cày Thiên Vương thì chúng ta chỉ cần mua cho nó khoảng tầm full dương máu 50 bình thì anh em có thể là kẹp từ sáng đến tối không bị chết. Và từ tối đến sáng cũng không bị chết luôn anh em. Khá là ok. Nên là môn phái Thiên Vương là đang được rất là nhiều anh em lựa chọn để môn phái cày tiền rất là hiệu quả. Và đi solo cũng được anh em ạ. Đi solo mà mấy gặp mấy ông ngũ độc hay đường môn mà cỡ chân ngựa mà anh em đuổi cầm, anh em mà đeo con chữ dạng ngọc sư tử kết hợp với cái giày tốc di chuyển 40 thì anh em đuổi đối phương thì nó khỏi chạy luôn anh em ạ. Đam khá to luôn anh em nhé. Đam khá to luôn. Mình sẽ tắt cái tính năng nhặt đồ đi. Em thấy anh cho anh em chiêm ngưỡng nào. Cái skill này mình đang có 5 kill thôi anh em nhé. Không biết là mắc kill nó như thế nào. Mà lực tay của mình đang có, lực tay trái là 700 và lực tay phải là 1061. Mới ở cấp độ 90 thôi anh em ạ. Mới ở cấp độ 90 thôi. Cái này mà nó mắc 20 kill chắc là nó phải đam khá là to, nó phải đam quái chắc phải hơn 10k máu. Nên đam quái hệ hỏa anh em nhìn, đam quái hệ hỏa kìa, mở 4k. Đam quái hệ thổ là 3k. Đây mình sẽ đi test ở đây, vướng ông Thiếu Lâm mất rồi. Đây, anh em thấy là đam quái hệ hỏa này 2k. Nói chung là vẫn đủ hút anh em ạ, mình đang sử dụng cây đao hút sinh lực 5 mà, thoải mái, hút thoải mái luôn anh em ạ. Tính ra chúng ta đam khoảng tầm 1k máu, để hút được 50 đúng không? Ui ở đây anh em đam còn bắt mộc kìa, quái mộc kìa.
Mà cái skill down ở giữa cái phiên bản này nó đánh lan được anh em nhé, nó đánh lan được những con quái mà nó gần nhau, anh em cảm thấy nó đánh gần nhau chưa? Đấy, nó chém được cả sang x2, x3 mục tiêu. Đấy, mà nó không bị dính góc lác như Thiên Vương Chùy và Thiên Vương Thương. Nếu mà Thiên Vương Thương và Thiên Vương Chùy mà chúng ta đi trên quái mà bị dính ở cái góc cây xương rồng nó hay bị lác, chém nó không bị mất máu, nên là chúng ta hay bị phù về ở đấy. Còn Thiên Vương Đao lại khác anh em. Thiên Vương Đao bản này chúng ta chỉ cần đi đánh xe ngựa, nên là nó rất là, nếu mà đi trên quái nó không bị dính góc lác mấy so với Thương và Chùy. Em thấy là khá ok đúng không? Đó là Thiên Vương Đao của phiên bản game Võ Lâm Thiên Tuyển Mobile đấy anh em ạ. Nếu mà một phái này mà đi liên đấu thì cũng vô đối đấy anh em ạ. Nó cơ động hơn rất là nhiều. Anh em thấy không? Đấy, được cái nào nó có cả được đánh trên ngựa, nó đeo được cái phi phong nhìn nó rất là đẹp. Đấy, một phái thả rông của mình đấy. Mình mà luyện nó mắc kêu chắc là mình thả rông cày tiền nó còn hiệu quả hơn rất là nhiều anh em ạ. Anh em thấy ok không? Đấy, một phái Thiên Vương Đao của mình. Mình cày đang sưu tập rất tất cả các phái để mình cày cho nó đủ các phái để review cho anh em xem. Đó, anh em thấy nó chém quái đủ luôn, hút sinh lực luôn, khá là hay. Để một phái này, đúng là mình lựa chọn một phái này để cày tiền rất là hợp lý. Đấy là mình đã giới thiệu qua về một phái Thiên Vương Đao Pháp. Anh em đánh giá về sao về một phái Thiên Vương Đao này hiện tại ở cái game Võ Lâm Thiên Tuyển Mobile? Mình đánh giá cho nó được 5 sao anh em ạ, khá là ok. Ok, mình xin phép là dừng video đây anh em nhé. Anh em yêu quý kênh của mình nhớ nút like video và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình anh em nhé. Mình sẽ review tất cả các phái cho anh em xem. Mình đây là Thiên Vương Đao thì mình cảm giác rất là ok anh em ạ. Cày tiền hơn Vân Long Kích rất là nhiều. Nếu mà phiên bản này hiện tại thì anh em sẽ lựa chọn một phái Thiên Vương Đao để cày tiền là hợp lý nhất đấy anh em ạ. Bye bye anh em nhé.